ngất để cho em 2 cân nhỉ? Mai chiều mai mới cần đấy. Chiều mai cân. Bao nhiêu? Đi theo cái hôm ấy trong trường không bé. Hôm nay nó không người này thì nó bán. Hôm nay bé. Hôm nay trong ba. Ngất mai nó mới bé. Ngất rồi. Ngất bao nhiêu? Tùy theo. Có bé mai mà tôm mà nhặt mà nó to mà sống mà nó bé thì là tiền rẻ. Mà nó to thì nó đắt. Nhưng mà nó sẽ rẻ hơn tôm chết nhiều. Thế mới hỏi. Không nhất phải có từ 170 giá. Đúng rồi. Tôm 2 trăm ba mà chắc nó phải hành phi nó bán chỗ nào vậy? Hành phi á, không có hành phi ở cái khẩu thứ 4 nhưng mà chắc là có. Lấy cái thành đá mà lấy cái phi. Thành đá. Bao nhiêu hành đá? Nhà tiên rồi. Chúng ta 2 lạng. 10.000 nhé. Giá gì đây đấy? Ba tuyển 1 lạng mà 2 lạng 10.000. Ôi, nhiều quá. Nhiều quá. Đấy 5.000 thôi. Thế thôi. Hạt tiêu chưa? Hạt tiêu thì có. Hạt tiêu. Hạt tiêu. Quá hạt tiêu nhỏ. Còn to hơn.